Năm 2022 Nhâm Dần thì đối với nghề nhà hướng Đông thì nó không phải là một cái năm, nó không phải là một cái năm vượng để mà chúng ta có thể khởi công xây dựng được. Cực chẳng đã, tức là trong trường hợp mà không có cách nào khác, trong trường hợp mà bí quá hoặc trong trường hợp mà nó không có cách nào khác thì chúng ta mới bắt buộc phải xây dựng cái nhà hướng này thôi. Đối với cái nhà hướng Đông trong năm 2022, nếu như mà nạp khí thì là thứ cát, thì nếu anh chị chúng ta mà xây dựng cái nhà cửa mới trong ngày năm 2022 đối với nhà hướng Đông thì các cái tháng tốt nhất là chúng ta có thể khởi công vào thời điểm của tháng 3, là tháng Thìn, sau đó thì thời điểm tiếp theo là thời điểm của tháng 6, tức là tháng Mùi. Ngoài ra thì hoặc là để đến cuối hẳn cuối năm. Thì nhiều anh chị thì lo lắng tại sao trong thấy cái phần khai sơn lập hướng của tôi hay để là khởi công vào tháng 12. Tháng 11 anh chị bảo là thì tháng 11 tháng 12 thì làm gì còn làm được, làm sao mà làm nhà được 2 năm. Thực tế thì cái việc làm nhà 1 hay 2 năm là cái việc mà không phải là quá quan trọng trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên tháng 3 là cái tháng Thìn, là cái tháng tốt nhất, chúng ta sẽ được 8 phần khí. Nhưng mà nếu như mà tháng 6 và tháng 12 thì chúng ta chỉ được 3 phần khí thôi. Lưu ý nhá. Nếu như nên thành ra là cái việc mà xây dựng cái nhà hướng Đông thì tốt nhất nên là làm vào đầu năm. Chứ nếu như chúng ta để đến, tức là nếu để đến giữa năm và cuối năm thì không vượng khí bằng.